bằng các vật liệu tự nhiên sẵn có và rất dễ làm là tre nứa lá. Thời gian qua, mô hình lán trại cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được dựng lên ở rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La. Với cách làm sáng tạo này, không chỉ cho thấy sự linh hoạt, chủ động trong phòng chống dịch ở một tỉnh vùng cao nhiều khó khăn, mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của đồng bào các dân tộc ở nơi đây. Mai Sơn là huyện xuất hiện ca F0 đầu tiên tại tỉnh Sơn La hồi giữa tháng 5 vừa qua. Từ cuối tháng 7 đến nay, có khoảng 2.000 trên tổng số hơn 5.000 công dân đi làm ăn xa đã trở về địa phương tránh dịch. Để bảo đảm tốt công tác cách ly tập trung, tránh xảy ra tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế đối với nhóm đối tượng này và cả F1, F2, huyện Mai Sơn đã triển khai xây dựng hàng trăm lán cách ly bằng tre nứa trên địa bàn 18 xã. Việc triển khai các cái xây dựng các cái nhà bằng cái vật liệu có sẵn trên địa bàn ấy, thì là cũng để đáp ứng được các cái cấp độ phòng chống dịch và đặc biệt là giảm tải cho các cái cơ sở cách ly tập trung của huyện cũng như là của xã để đảm bảo triệt để cái việc là cách ly tuyệt đối để không có sự lây nhiễm chéo ở trong các cái khu cách ly tập trung. Các lán cách ly như thế này hoàn toàn do bà con nhân dân cùng với lực lượng bộ đội biên phòng góp công sức và kinh phí để thi công. Vị trí xây dựng cũng được lựa chọn kỹ càng. Phương án kéo điện, kéo nước hoặc tiếp tế hậu cần cũng được tính toán và sẵn sàng đi vào hoạt động nếu có các trường hợp phải thực hiện cách ly theo quy định. Nhân dân đồng tình ủng hộ với cái việc mà xây dựng lán cách xa bản cũng như là tránh cái việc mà cách ly tập trung 4-5 người mà thậm chí 10 người mà cách ly trong một nhà. Đấy, đối với xã đã chỉ đạo là phải làm mới, ví dụ có công dân mà cần thiết phải cách ly là mới công dân là cách ly phải ở riêng một láng riêng, không thể ở tập trung. Đối với đồn biên phòng Phiêng Bằn đã huy động về cán bộ chiến sĩ cũng như là về cái nguồn lực phối hợp với địa phương để đảm bảo như là về vật chất, là về ngày công lao động, rồi về tre nứa để đảm bảo xây dựng cái khu lán trại cho địa bàn của bản. Từ cuối tháng 7 đến nay, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La ghi nhận hơn 200 ca mắc COVID-19. Nơi đây có địa bàn rộng, di chuyển khó khăn. Để đảm bảo điều kiện cho việc cách ly tập trung đối với trường hợp F1, F2 và tình huống có khoảng hơn 2.000 lao động địa phương trở về từ tỉnh Bình Dương, nhiều xã bản đã chủ động xây dựng các lán cách ly. Mỗi lán có diện tích 8m² cho 2 người ở với đủ các điều kiện sinh hoạt và an toàn phòng chống dịch. Vật liệu và nhân công xây dựng do chính quyền địa phương, nhân dân cùng lực lượng quân đội chung tay thực hiện. Bà con trong bản rất đồng tình ủng hộ, mỗi ngày góp cây, góp công để cùng phối hợp làm. Được trực tiếp tham gia xây dựng, tôi cảm thấy đây là một việc làm quan trọng, góp phần chung vào công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đảng ủy cũng đã tổ chức họp và quán triệt và thống nhất và huy động toàn bộ nguồn từ nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị của xã cũng phải cùng vào cuộc xây dựng cái lán trại để cách ly cho bà con nhân dân đi làm ăn xa ở vùng có dịch về, tránh tiếp xúc với bà con nhân dân ở trong gia đình. Hàng nghìn lán trại đã được dựng lên tại nhiều địa phương ở Sơn La. Sau khi kiểm soát được dịch COVID-19, toàn bộ vật liệu này sẽ được thu hồi để hỗ trợ cho hộ nghèo trong bản xóa nhà tạm. Đây không chỉ là cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, mà còn thể hiện được tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của người dân cùng chính quyền chung tay đẩy lùi dịch bệnh.